Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con ampli có model là Sansui AAO Alpha 707 NRA. Dòng này là tích hợp cái mạch thêm mạch là Ultimate Alpha X Balance Circuit nghe các bạn. Như các bạn đã biết, dòng Sansui có hai model, một là model dòng mặt đen và một model dòng mặt vàng. Dòng model mặt đen là dòng LXA là dòng cuối cùng, và dòng mặt vàng là dòng NRA là dòng cuối cùng. 707 NRA là dòng cuối cùng của đầu 7 nha các bạn. Đó, dòng này được sản xuất vào năm 1998 với giá xuất xưởng là 120.000 yên. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha bạn. Mặt trước là mặt núm là không vết trầy xước, không vết mũi đốt nha bạn. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem, mặt phay nhôm xước rất đẹp nha các bạn. Đó, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, hoạt động mình đã test tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cận cảnh chi tiết không có một tì vết nào nha các bạn. Dòng này vượt Made in Japan, điện 100V và công suất là 330W, rất khủng các bạn. Và máy nặng là 23,6kg, rất là nặng. Với loa của các bạn có trở kháng 6 ohm, thì công suất ra mỗi loa là 160W một loa. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 190W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 130W. Còn rất là khủng, nên ghép được hầu hết các dòng loa nha các bạn. Ampli này thông thường là rất được các tín đồ Auro săn lùng sưu tầm. Dòng chất âm rất ngọt ngào, chi tiết mượt mà nghe các bạn. Dòng này có thể đánh được nhiều dòng loa từ BMW, Tannoy, tất cả loa cột châu Âu, loa Buxell đều rất tuyệt vời, rất hay. Âm trường rất rộng nghe các bạn. Mid treble rất là trong vắt luôn mà, rất là bay bổng, nhẹ nhàng. Mid bass thì đánh rất mềm, rất sâu nghe các bạn. Rất dễ chịu, các bạn nghe cả ngày không thấy mệt. Chất âm rất là hay, đi vào lòng người nghe các bạn. Sau đây mình quay mặt bên cạnh cho các bạn xem. Hai bên là có hai má gỗ nguyên zin nguyên bản nghe các bạn, vân gỗ còn rất đẹp các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem, không bị trầy xước, không bị cứng ngót nghe các bạn. Sườn sắt hai bên cũng còn như mới, rất đẹp. Đây mình quay bên cạnh lại cho các bạn xem luôn. Rồi sau đây mình quay mặt bên cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể là các bạn thấy này, nhìn một tăng phô rất lớn này, có chữ xanh xui. Đó, ở dưới là miếng đồng là còn vàng, rất là vàng này các bạn thấy không? Đó, rất đẹp. Bên cạnh một cái tụ tăng phô rất lớn. Đó, có hai tụ lọc nguồn. Đặc trưng của dòng xanh xui dòng cao từ MR trở lên là một tụ đen, một tụ trắng nghe các bạn. Nằm ở dưới một miếng măng sắt còn rất mới, không bị gỉ sét dù trải qua 5 tháng. Bên cạnh đó các bạn nhìn vào là thấy hai tảng giải nhiệt này, hình sóng này, rất đẹp nè. Ở đây là hai bên là còn lớp ni lông là mình chưa lột luôn này. Đó, rất là đẹp, nguyên zin nguyên bản. Tất cả các cạnh ốc ác này là còn nguyên zin nghe các bạn, rất đẹp. Rất đẹp nha các bạn. Dòng này đặc biệt là chạy 8 sò nghe các bạn. Bên đây là 2 sò, bên này 2 sò. Bên này cũng là vế trái cùng 4 sò, chân bằng vàng đó. Bên này 2 sò, tổng cộng 8 sò. 8 sò than nghe các bạn. Vì vậy chất âm đánh rất là lực, tương đối là rất mềm sâu và rất là chi tiết nha các bạn. Ngọt ngào ạ. Sườn sắc xe những ngóc ngách ở trong còn rất đẹp, rất sáng các bạn. Nhưng bo mạch công suất bên phải và bo mạch công suất bên trái cũng còn mới, ở trong là hộp phần rề nằm trong hộp này nghe các bạn. Tất cả ngóc ngách ở trong là còn rất đẹp, rất mới nha các bạn. Các bạn sáng quá à, sáng trưng luôn mà. Bo công suất đầu ra như này cũng rất đẹp. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Đó, cái đường input các bạn thấy cái cổng input không? Những cái boot input có CD tuner test 1, 2 tất cả đều mà vàng hết nha các bạn. Đó, cái đường output thì có MD test. Cái đường send return phía dưới cũng được mà vàng, tất cả đều mà vàng, còn rất là sạch sẽ sáng. Điểm tiết mát nè các bạn. Ở đây là power amp direct thì có normal 1, normal 2 và cổng ba lăng để bác các bạn kết nối hát ok. Cái này máy mình chưa vệ sinh, bạn nào mua mình sẽ phân sạch sẽ trước khi giao. Thông tin là Sansui AAO 707 NRA, IC 100V 330W nha các bạn. Made in Japan, số series là 9677. Đó, rất đẹp các bạn.
Ở đây có một cái IC OLED cho các bạn cắm rút những nguồn phát phụ, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp cùng lúc thì yêu cầu loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Tổng thể máy rất đẹp nha các bạn, nguyên zin nguyên bản. Máy mình bao zin tuyệt đối nha các bạn. Tất cả sản phẩm mình bán ra đều có cam kết bảo hành chất lượng và bảo hành 3 tháng cho các bạn, nên các bạn an tâm mua về sử dụng. Sau đó mình mời các bạn nghe một đoạn. Nắp ấm như mới luôn bạn. Đây ngõ vào này bạn, cái chức năng chọn ngõ CD direct, line direct, ba lăng này bạn, đường kết nối ba lăng thì bạn bật xuống dưới. Còn hiện tại mình đang sử dụng Gray bass này bạn, các bạn nhớ là để bass cái ở tone vào bass xong mềm trep. Nhưng lòng thêm âm những đánh hai cặp loa bằng A B này bạn. Đó. Hiện tại mình đang kết nối cặp A ba lăng. Lao nét bạn. Sức sinh nét cho bạn. Resonator không xài bạn, được học được thu sau. Phono processor là khi các bạn kết nối đường processor đằng sau send return thì bạn gạt qua. Cái này mình cũng ít sử dụng khi các bạn kết nối ván số hát ok thì bạn ứng cái chỗ processor này qua thôi các bạn ha. Volume thì nó có những chỉ số, những số hiển thị ngoài rất đẹp các bạn, cầm tay rất chắc tay các bạn. Ở ngõ vào thì có phono này, tuner, CD, live, test 1, test 2 là mình đang kết nối ngõ CD. Tất cả đều có đèn rất đẹp các bạn. Tổng thể máy rất đẹp, nắp sơn nguyên zin nguyên bản các bạn. Xin thông báo con âm ly Samsung AO 707 NRA dòng cuối cùng và cao nhất của series model 7. Mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản đẹp xuất sắc ngay các bạn. Máy này có kích thước là bề size là 46,2 cm, cao là 16,5 cm và hậu sau là 44,6 cm và nặng 23,6 kg nha các bạn. Máy mình về mình đã test tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Đó, mình bán với giá rất tốt nha các bạn, với giá là 24 triệu đồng. Mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu đừng ngại gọi cho mình cái số 0903 747 111. Mình có ship toàn quốc nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.